Hôm nay là một ngày trời mưa gió bão bùng quá trời luôn. Mẹ của Cathy chạy lên trên này. Hôm nay mấy bữa nay trời mưa quá trời, thành ra muỗi dễ sợ luôn. Mình đi nha mọi người. Dạ. Rồi con ghé nhà con thông báo sao? Thì chiều đi. Vâng, chiều. Đúng chiều rồi, cha Nguyễn Tấn Sang đây. Chiều cha từ Việt thì Nam con qua bắt đó. Về, bắt về nhà rồi con sẽ gọi cho bác. Dạ, con có địa chỉ bác rồi, các anh này sẽ chở con đi đây dạ, mai ha. Dạ, vâng. Tại từ đây tới mai con bắt tay cho dạ. Trời, con nói giống cha Sang, con Hoàng Lan nè. Ở trên của cha. Hoàng Lan dạ. Đây là em của Nguyễn Lan. Chào cha. Dạ. Con giống chào cha Sang. Con. Bác và bác đi ra một chút lấy đồ đi. Vậy đi theo bác lấy đồ. Dạ vâng ạ. Lấy đồ đi. Số phone ở đâu? Số phone Việt Nam là 0918 0918. Đi theo anh này xem. 32 trời 33 00. Rồi ok, chỉ có vậy thôi. Con nói là cha Sang đi đầu tiên mà xà con cứ cãi không cãi. Cãi với ông. Giờ đi ra ngoài phải không? Dạ con không đi được. Đi hả? Dạ dạ, thôi gặp sau nha. Cha có gì trao tay đi. Rồi chiều cũng gặp. Chiều mai về đây, bác về đi. Lát ra nghỉ sang phải không? Dạ con. Không, giờ đi về phải không? Về đi rồi con sẽ phone nha. Dạ dạ vâng. Okay. Cha đi xa vậy mà tay xách nách mang đưa gì á cha? Chúc quý mến. Dạ. Ân tình. Dạ. Rồi, cảm ơn cha. Cô về con gọi nha. Dạ. Anh dắt không? Trời ơi, được cha cho quà là cười tê tét luôn nè. Cha từ Việt Nam mà tay xách nách mang một bịch qua bên này đây. Thôi đi về đi mọi người ơi, tiễn cha rồi. Trời mưa lắm, hôm nay gặp được cha Nguyễn Tấn Sang từ ở bên Việt Nam qua để đưa tiễn cha Vũ Thành hôm nay. Cho mommy một giỏ quà luôn, Cathy phải xách nè. Đây là quà cha Sang xách từ Việt Nam qua bên này. Trời ơi, cha xách cái gì, bánh gì đây? Bánh ít. Bánh ít à? Bánh gì? Trời ơi, con đang đói. Đây. Mở coi thử coi. Không có giấy gì, nâu tay thì lấy gì đi. Cha Nguyễn Tấn Sang từ bên Việt Nam. Bay qua bên này đưa tiễn cha Vũ Thành và đã mang quà sang cho mẹ của Cathy nè. Trời ơi, ngon quá. Để ăn thử coi, con cầm cho con trước. Bây giờ có bánh của cha Sang đưa qua. Bây giờ mình ăn thử nha, tại vì ở bên Việt Nam qua bên này là chắc cũng 14, 15 tiếng rồi. Bây giờ Thanh nó phải ăn liền coi nó ngon như thế nào. Ngon lắm má ơi, ăn đi. Phải nói là đặc biệt thật. Rất là ngon, mềm, dẻo. Mà cái vị... cái vị dừa với đậu ngon lắm. Con đang đói. Con cảm ơn cha đã cho con, mẹ con được bánh ngồi trên xe ăn rất là no bụng. Ngon quá. Mọi người biết không, trời đang mưa. Mà bây giờ xe là đưa tiễn cha đi ra, mà để đi ra khỏi cái parking lot này á là chắc phải nửa tiếng mọi người. Thành ra bây giờ đang ngồi đây để ăn vụng quà của cha mới đưa cho mẹ của Cathy. Thành ra hai mẹ con ngồi đây ăn vụng. Cha còn cho gì nữa hả má? Bột sắn. Trời ơi. Bột sắn dây đặc đội biệt. Bột sắn dây. Má đưa con thử. Này, bột sắn dây đặc biệt. Bột thiệt. Sắn dây nguyên chất. Cha xách nặng như vậy. Trời ơi. Của một đồng công một vạn luôn đó. Tuần nào con cũng đến. Chào cha. Con ngủ
nha. Chào cha. Trời ơi, vui quá. Mời mọi người vô nhà. Hôm nay bố mẹ đón mừng cha sang từ Việt Nam qua thăm bố mẹ đây. Con qua đây kêu nó con tranh thủ chạy xuống thăm hai bác. Dạ. Dạ vâng. Cha khỏe không ạ? Cảm ơn chị khỏe. Trời ơi. Bố mẹ là mong cha lắm á. Dạ. Cho nên hãy qua đây là phải tranh thủ thời giờ. Dạ, cảm ơn cha nhiều. Từ ngày mai em có nhiều công việc á. Dạ. Thì cha quần bận rộn lắm mà thấy con ghé đi qua ghé thăm ba má con cái này là một vinh dự lớn nào cho gia đình tụi con. Để Cathy đi chuẩn bị những món ăn nha, hôm nay Cathy có làm đây, bây giờ để Cathy chuẩn bị nha mọi người nha. Và đây là roast beef để Cathy đại cha và đại khách. Đây là món này là roast beef. Dạ, thịt thịt bò món ăn Mỹ, bữa nay cha ở bên Mỹ thành ra con đãi cha món roast beef. Dạ, thịt bò nướng dạ. Dạ. anh lấy cho bác đi. Dạ, cha và con và thánh thần. Để Chúa xin Chúa làm phép lành cho chúng con của ăn này, để cho chúng con có sức phục vụ Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi cảm ơn hai bác, cảm ơn chị nha. Dạ, cho dạ con vâng. Bữa ăn ngon. Dạ dạ dạ. Này một lần nữa gia đình chúng con được gặp cha, đây là một hạnh phúc cả cuộc đời của chúng con. Lần thứ hai con hy vọng là một khi cha qua Mỹ là cha phải ghé thăm con. Thấy bao nhiêu cha con phải ghé thăm con là con khóc. Đúng rồi. Ở gần biển nó khóc chuyện dâng lên nữa. Đó là lý do tại sao mà thắp sáng này lụt hoài. Đó. Lý do là cho tại cha cũng hoài này đó. Lý do là từ vì là cứ nhìn cha thì mày mà không thấy cha chạy đến thăm thì là cứ khóc. Thấy hình mà chẳng thấy người bác nhỉ. Thấy hình mà chẳng thấy người. Dạ, lấy thức ăn cho bác nha. Con đây. Cha thử tay nghề của con. Coi con có về Việt Nam mở nhà hàng được không? Đây, ăn về rồi ngon mốt gì. Hay có về làm đầu bếp cho các quán ăn của cha hả? Con cái bút không? Dạ, cha đang dịch ký đó. Thấy mà chắc cứ đi chờ là có nhật ký. Nhật ký này là không phải nhật ký đó rồi. Con đã biết hết rồi. Con biết là được mấy bàn. Cha đi tới đâu có FBI đâu. Ăn tem đó cha ơi, ăn tem đó. Tại con nó mà con đang bài con có gì con thấy nó vô rồi, cứ tại người ta cứ hỏi đang ở đâu làm gì mất công mình trả lời chứ vậy là sao. Là ai mà quan tâm là biết hết không cha, là mở ra là thấy. Cha tới đâu này là bác con thấy hết phải không? Vâng, con thấy hết. Con thấy hết rồi á. Đây là cha đi chợ này, rồi thì này cha mua đồ rồi cha còn nói này chủ ở đây người ta trời ơi, nhớ thì cô được không thôi. Đúng rồi. con nhớ hết. Nó bằng bài. Mà cái chiên mai đó nhỉ? Cái khô chiên này chứ không? Còn làm ăn khô chiên ngon lắm. Ngon, nhìn ngon, cái màu đẹp. Cái con nói, con biết là mấy câu xong này thì này, con nói này. Có bình luận dưới nữa hả? Dạ. Ủa, ai ghen cũng làm lên nào. Con về nha. Con về nha, trò dỗ dỗ chứ. Nhớ cha. Dạ, friendly. Chị ơi, đứng đâu luôn đi. Để đúng rồi, chụp cái bằng cái cây đó đó đẹp. Dạ. Cha cũng biết chụp bằng cây này đẹp không? Để đi. Chụp cái chữ lấy chữ điều tên là em đó tới điều tên rồi. Dạ. Chụp gì đó. Đó, thấy chưa? Vui chưa? Cha thật là tuyệt vời. À. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. À, rồi. Để con chụp hình. Nó làm luôn luôn. À, làm gì? Rồi đó. 1, 2, 3. Rồi đẹp quá vậy. Đẹp quá vậy chưa? Đẹp quá vậy chị. Chị gửi qua cho cha nha. Gửi cho em nha. Yeah.
chứ bên không đi dép luôn, không đi giày luôn. Không tại vì đâu đi giày luôn. Vui dạ, hình đẹp á, hình đẹp á. Dạ, con chào cha. Ok thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ, ok dạ bye chị nha. Rồi bây giờ tạm biệt cha về.